Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Tokuven Media Team. Tạm gác vào cái dòng sản phẩm đồ chơi của Ultraman, Super Sentai hay Kamen Rider, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuộc Takatomy, đó chính là Star One, Saga Card Dark and Light Set, Saga Card Book. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên hãy cùng mình tìm hiểu về chủ nhân của những mắt pháp cụ trên nhé. Sakura Kinomoto là một học sinh tiểu học với tính cách hiền lành, hòa đồng với mọi người, giỏi thể thao và rất là tốt bụng. Trước một ngày định mệnh, cô bé được đồng quen với thần thú Kyobigus và cũng đã vô tình mở phong ấn cho các thẻ bạc lao, khiến chúng đi gây rối khắp nơi. Điều này khiến cô bé phải chịu trách nhiệm bằng cách nhận nhiệm vụ thu một các thẻ bài, mở ra một cuộc hành trình tuy đầy nguy hiểm nhưng không kém phần vui nhộn của Sakura. Mình sẽ đến với các thẻ bài Sakura nhé. Để sở hữu 52 thẻ bài Sakura phiên bản Takatomy, các bạn phải mua Sakura Card Light and Dark Set. Mỗi set bao gồm 26 lá khác nhau với thẻ bài Light và thẻ bài Dark là chủ đạo cho từng set. Thẻ bài lần này được làm bằng giấy cứng, có màu hồng và trắng là chủ đạo. Kích thước thon gọn và cầm rất là vừa tay, không gây sự khó chịu gì cả. Ở phía trên, chúng ta sẽ thấy được tên thuộc tính của những lá bài được viết bằng tiếng Nhật. Ở giữa chính là hình dáng thật sự của những lá bài. Hai bên là biểu tượng mặt trời và mặt trăng. Phía dưới sẽ thấy được biểu tượng hình ngôi sao. Tên thẻ bài được viết bằng tiếng Anh và tên Sakura được viết vào để khẳng định cô bé là chủ nhân của những lá bài. Mặt sau, chúng ta sẽ thấy được ma hấp dẫn của Sakura khi sử dụng phép thuật. Phía dưới là tên của nhà sản xuất. Các bạn cần lưu ý, Sakura Card rất là dễ chay và nếu dính nước sẽ bị nở ra. Cho nên, hãy cố gắng đầu tư thêm bọc sleeve để có thể bảo vệ thẻ bài của mình tốt hơn nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ nói về Star One, một ma pháp cụ giúp Sakura chiến đấu. Về hình dáng, quyền trượng lấy màu hồng là chủ đạo. Kích thước của thân trượng được làm gần sát so với phim, rất gọn và nhẹ, giúp người chơi có thể cầm nắm, quơ qua lại rất là thoải mái. Cổ trượng có chi tiết mạ gom và được sơn màu đỏ metallic ở phần giữa, khiến trượng có thêm phần quý phái hơn. Lật sang một bên, chúng ta sẽ thấy được công tắc on off. Còn đằng sau chính là phần loa. Đầu trượng có một ngôi sao to trên đầu, cũng được sơn mạ gom. Đây cũng chính là biểu tượng sức mạnh của Sakura, sức mạnh của những vì sao tinh tú. Hai bên là phần cánh được sơn màu ngọc chai. Các bạn hãy lưu ý, phần cánh này rất là dễ chay nên hạn chế đụng vào. Ở dưới ngôi sao sẽ có một cái đèn led. Đuôi trượng cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng chỉ sơn màu metallic và mạ gơ mà thôi. Về cách chơi, đầu tiên bật công tắc lên, quơ một vật lừa đủ. Lúc này đèn led sẽ sáng lên, kèm theo đó là âm thoại của cô bé Sakura. Quyền trượng gọi là tương tác được với thẻ bài Sakura. Chọn một lá bất kỳ, đặt ngay phía trước ngôi sao. Lúc này quyền trượng sẽ đọc tên card mà các bạn đưa đặt vào. Đặt thêm một lần nữa. Quyền trượng sẽ lập tức phát ra câu lệnh của Sakura dành cho các thẻ bài khi chiến đấu. Các bạn lưu ý, chỉ có một số thẻ bài mới có thể phát ra câu lệnh này mà thôi. Khi mua Star One, các bạn sẽ được đi kèm 5 thẻ bài Sakura, bao gồm Windy, Sado, Wood, Hand và Hope, để có thể chơi cùng Star One trong trường hợp các bạn không thể mua được Dark Set và Light Set. Lưu ý, thẻ bài Hope là thẻ bài chỉ có thể sở hữu khi mua Star One mà thôi. Và khi đã sở hữu một bộ màn ma pháp giá trị và quyền lực như thế, thì tất nhiên phải có một vật chứa xứng tầm để bảo quản và cất giữ các thẻ bài, đúng không nào? Mình sẽ giới thiệu các bạn Sakura Card Book. Về kích thước, sản phẩm được làm gần giống so với phim. Phần bìa trước chúng ta có tên của quyển sách, biểu tượng ngôi sao sức mạnh của Sakura và hình ảnh của thần thú Kyobigus. Phía dưới là biểu tượng mặt trời được mạ vàng. Bên hông là phần loa. Bên hông quyển sách có một cái cánh màu trắng dùng để mở và khóa quyển sách. Viền của quyển sách cũng được mạ gom, kèm theo đó là những viên ngọc màu đỏ được sơn metallic, giúp tăng điểm nổi bật cho phần viền. Phần gáy của quyển sách có chi tiết mạ gom được khắc hình ngôi sao ở phần trên và phần dưới, kèm theo đó là tên của quyển sách ở phần giữa. Mặt sau của quyển sách, chúng ta sẽ thấy được ma pháp trận của Sakura và biểu tượng mặt trăng của Yue. Lật sang một bên, chúng ta sẽ thấy được công tắc on off ở phần cạnh quyển sách. Phần trang sách được khắc chồng lên nhau khá là đầy đặn và tỉ mỉ. Mở quyển sách ra, chúng ta sẽ thấy được một phần rộng rất là to, đủ để chứa được 53 thẻ bài. Không dừng lại ở việc chỉ có thể dùng để đựng thẻ bài, quyển sách này còn có thêm chức năng thoại giúp chúng ta nghe được giọng nói của cô bé Sakura với hai chế độ chơi. Để vào chế độ 1, đẩy công tắc lên. Cầm một thẻ bài bất kỳ, đặt vào phần đầu ngôi sao.
Lập tức quyển sách sẽ phát ra âm thoại phân tích lá bài. Để vào chế độ 2, chúng ta gạt công tắc xuống. Làm tương tự như chế độ 1. Lúc này sẽ là âm đối thoại chứ không phải là âm phân tích cạc nữa. Nhìn chung với cách chơi đơn giản, hình dạng bắt mắt, với nhiều âm thoại độc đáo, thì Sakura Card Book, Sakura Card Set và Star One là những món rất đáng giá xuất hiện trong bộ sưu tập của các fan Sakura, giúp các fan có thể thực hiện được ước mơ trở thành thủ lĩnh thật sự của những thẻ bài. Và nhờ sự cải tiến của công nghệ, thẻ bài Sakura giờ đây có được gắn thêm chip NFC, có thể tương tác được với Star One và Sakura Card Book, góp phần tăng giá trị của lá bài lên rất là nhiều lần. Sakura Card Book và Star One cũng có giá trị riêng khi chứa nhiều âm thoại của Sakura, khiến sản phẩm không gây sự nhàm chán cho người chơi. Và đó là tất cả những gì nhóm chia sẻ đến các bạn về sản phẩm ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy sản phẩm lần này như thế nào? Hãy chia sẻ ở phần comment phía dưới nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho nhóm trong những chặng đường tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.